sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời, lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát. Cảm ơn anh, cảm ơn quý vị bạn dưới làn sóng để theo dõi chương trình câu lạc bộ từ nghệ sĩ Talk Show ngày hôm nay. Một chương trình phải nói rất đặc biệt, chúng tôi dành chương trình này để giới thiệu về chương trình kỷ niệm 9 năm của câu lạc bộ từ nghệ sĩ, cũng như là giới thiệu ra mắt DVD hè kỷ niệm. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị đã nghe tiếng hát của chị Thùy Châu cũng góp mặt trong cái DVD này cùng rất là đông các anh chị em nghệ sĩ, mà chúng ta thấy là đến 28 tiết mục khác nhau. Với những ban nhạc phải nói quý vị đã từng nghe, những tiếng hát quý vị đã từng yêu mến, xoay quanh chủ đề hè kỷ niệm. Và đây cũng là cái DVD số 2 của câu lạc bộ từ nghệ sĩ, thì cứ 1-2 năm chúng tôi cố gắng thực hiện một cái DVD như thế này để các anh chị em có thể góp tiếng hát như là một cái dịp kỷ niệm. Ngoài ra thì cũng có sự góp mặt của những cái tiếng hát cũng như là những nhạc phẩm mới của các nhạc sĩ trong câu lạc bộ từ nghệ sĩ và thân hữu chọn những bản nhạc yêu thích của mình để góp mặt trong cái DVD như thế này. Thì kính thưa quý vị, phải nói ngày hôm nay rất vui một lần nữa có sự hiện diện của chị Ma Lệ Huyền đến với chương trình. Thì những cái dòng nhạc của chị đến ngày hôm nay phải nói là khó mà có một cái người nào thay thế được chị, những cái tiếng hát, những cái nhạc phẩm mà khi mà chúng tôi đọc đến những cái nhạc phẩm mà những nhạc sĩ đã ưu tiên, ưu ái dành để giúp cho chị cái ngày hôm nay. Thì điểm qua một cái danh sách dài như vậy, có những cái kỷ niệm, những cái bài hát nào mà đối với khán giả cũng như đối với chị có nhiều kỷ niệm mà chị thường yêu thích để hát không thưa chị? Dạ, trước tiên Mai Lệ Huyền xin phép được nói về các nghệ sĩ trẻ bây giờ tiếp nối. Các em nó hát rất hay, nó cũng thích nhạc của Mai Lệ Huyền. Và mỗi lần Huyền đi show thì đều bị đụng show, bị đụng những bài hát mà phải tránh. Thành ra Mai Lệ Huyền cũng rất vui khi mà có cái thế hệ sau này tiếp nối và vẫn yêu mến cái dòng nhạc mà Mai Lệ Huyền đã đi. Thì thật sự nói không có người thay thế thì cũng không đúng. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Thì chị Huyền thấy là các em bây giờ nó hát rất hay. Nói tiếng Việt rất giỏi và hát rất hay và chịu khó học hỏi. Còn cái thế hệ xưa của mình thì cũng phần đông là nó ít ỏi mà nó may mắn. Và nó cũng có một cái gì đó mà hên xui nữa. Thành ra Mai Lệ Huyền nghĩ rằng cái thế hệ bây giờ rất hay và thấm thoát. Mà Mai Lệ Huyền đã không ngờ mà Cao Minh Hưng đã ngồi ở một cái tình nghệ sĩ như vậy đã được 9 năm rồi. Cao Minh Hưng là một bác sĩ, một nha sĩ mà yêu nhạc như vậy. Thì chắc là nghệ sĩ thì còn phải yêu nhạc kinh khủng lắm. Thành ra chị Mai Lệ Huyền cũng rất mừng là được tới bây giờ đi hát cũng thấm thoát. Nếu mà tính từ ngày vỡ lòng tới bây giờ là đã được 60 năm. Thành ra Mai Lệ Huyền rất mừng mà rất vui. Mà cũng mừng hơn nữa là cái sức khỏe còn quậy được. Cái loại nhạc này đó khổ một cái đó. Những cái nhạc mà êm dịu á thì người ta còn đứng vững trong một chiếc áo dài tha thước mà đứng nhẹ nhẹ. Nhưng mà cái loại nhạc này nó đòi hỏi phải có cái sức bốc, cái sức lửa trên sân khấu và phải làm sao mà để người ta hòa đồng và thích thú với cái nhạc của mình. Thì thật ra cũng rất là khó. Nhưng mà chắc có lẽ là Mai Lệ Huyền cũng được trời thương, thành ra cũng vẫn còn sức khỏe để mà phục vụ cho khán giả. Rất là hay, xin rất là cảm ơn những lời tâm tình của chị Mai Lệ Huyền. Thì nhắc đến thế hệ trẻ thì kính thưa quý vị, chúng ta cũng nhớ đến cái chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ. Một cái chương trình mà đến ngày hôm nay câu lạc bộ từ nghệ sĩ đã thực hiện gần đến 3 năm rồi. Kính thưa quý vị, thì DVD này cũng có sự góp mặt của một số em trẻ trong chương trình. Thì đây cũng một dịp để quý vị có thể tiếp tay cùng với câu lạc bộ từ nghệ sĩ đến để mua vui và cũng như là để có cái DVD này để góp phần gây quỹ cho cái chương trình đào tạo phát triển tài năng trẻ. Thì như là những lời tâm tình của chị Ma Lệ Huyền thì các em trẻ đến rất là đông thưa chị. Phụ huynh đưa các em đến chương trình, thì cô Thùy Châu cũng là một trong những cô giáo dạy múa cho các em. Các em đến rồi học nhạc,
có thầy dạy về thanh nhạc, rồi dạy những lớp học múa. Thì qua những bản nhạc, những cái điệu múa thì các em hy vọng là trở về cái nguồn cội thế hệ của chúng ta thì rất là dễ dàng. Chúng ta sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ, ở Việt Nam, nhưng các em mà sinh ra lớn lên ở Hoa Kỳ nó không có cái điều kiện đó. Thì cũng mong quý vị cũng góp tay cùng với câu lạc bộ Tiếng Nghệ Sĩ. Thì chắc là trong tương lai, trong một cái quá trình với những cái kinh nghiệm của chị, chắc là chị Mai Lê Huyền sau này phải mở lớp nhạc để có phải có đệ tử đi theo nữa chứ ha. Dạ bây giờ có ý lan mở lớp nhạc rồi. Dạ, đó không chị kìa. Tại vì thật ra đó, tâm sự một tí xíu với Cao Minh Hưng, Mai Lê Huyền quá bận. Vì có đứa con cũng không có được khỏe lắm, thành ra phải dồn hết cái tâm trí những ngày còn lại với bé. Thành ra cũng bận rộn mà cũng không có thời gian làm cái gì. Nhưng mà Mai Lệ Huyền rất là phục Cao Minh Hưng. Một cái là Mai Lệ Huyền cũng coi ở đài nhiều, và Cao Minh Hưng cũng làm được nhiều lĩnh vực cho các thế hệ trẻ. Và cũng đều đặn, nghĩa là nơi nào mà cần là Cao Minh Hưng đều có mặt, đều có nguyên một dàn nghệ sĩ. Mà Mai Lệ Huyền phục hơn nữa là ngày đầu được biết Cao Minh Hưng chỉ là một bác sĩ, một nha sĩ, cũng không phải là một nghệ sĩ chân chính gì hết, mà bây giờ đứng vững trên một cái ban như vậy, và tất cả nhiều người biết đến và rất là ngưỡng mộ. Thành ra cũng mong rằng cái chương trình 9 năm kỷ niệm này của Cao Minh Hưng và kỷ niệm cho cái cuốn băng hè kỷ niệm này sẽ được bay thiệt nhiều thiệt xa và nhiều người biết đến và nhiều người ủng hộ. Rất là cảm ơn những lời khích lệ của chị. Phải nói một người đàn chị như chị có những lời khích lệ thì các anh chị em rất là vui. Tuy nhiên kính thưa quý vị, chúng tôi không thể làm thực hiện những cái chương trình này mà không có sự góp mặt, không có sự hỗ trợ của các vị mạnh thường quân, những người phải nói âm thầm hỗ trợ. Thì ngày hôm nay cũng nhân có chị Thùy Châu đến với chương trình, thì chị cũng là một người trong ban tổ chức, trong ban chấp hành của câu lạc bộ Tiếng Nghệ Sĩ. Thì qua làn sóng của đài, qua chương trình này thì chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn. Xin chị Thùy Châu có thể xứng danh những cái người này thưa chị. Hiện nay thì câu lạc bộ Tiếng Nghệ Sĩ đã nhận được những cái support của một số các anh chị và đăng quảng cáo. Như thứ nhất là Kiều Phương Thẩm Mỹ, thứ hai là Ellie Import and Export, thứ ba là Pico Bánh Mì, thứ tư là Trang Bùi Designer, thứ năm là Irvine Pharmacy, thứ sáu là Karaoke Ngọc Hiền, và thứ bảy là A Plus Tutoring, thứ tám là Nha Sĩ Tiến Dũng, thứ chín là Kim Trịnh Reality, thứ 10 là Eva Thẩm Mỹ, và thứ 11 là Wellness Cecilia. Cảm ơn tất cả các đơn vị đã gửi quảng cáo tới để ủng hộ cho Tình Nghệ Sĩ, và mong rằng các nhiều nơi khác sẽ tiếp tục ủng hộ thêm Tình Nghệ Sĩ để chương trình được thành công hơn. Rất là cảm ơn chị Thùy Châu đã chia sẻ những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin phép nhắc lại chương trình sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 30 tháng 3 tại nhà Majesty lúc 5:30. Giá vé là 35 đô, vé thường, VIP là 45 đô, bao gồm ẩm thực. Quý vị có thể liên lạc với Cao Minh Hưng, số điện thoại là 714-403-9315, hoặc là số điện thoại chị Lisa Trần là 714-837-5793. Thì mong quý vị có thể liên lạc sớm để có chỗ ngồi tốt trong chương trình, đến với các anh chị những tiếng hát quý vị đã từng thương mến, như tiếng hát chị Mai Lệ Huyền, anh Ngọc Trọng, anh Trọng Nghĩa, chị Thúy An, Thái Ngọc Nhung, chị Hồng Vân, MC là anh Quốc Thái, chị Thị Châu, rất là nhiều anh chị em cũng như là ban học ca và ban thiếu nhi cũng sẽ có những tiết mục rất đặc biệt gửi đến quý vị trong chuyến ngày hôm đó, trong ngày kỷ niệm 9 năm thành lập câu lạc bộ Tiếng Nghệ Sĩ. Mong rằng cái show này khi phát lên nói chuyện thì rất có nhiều người ủng hộ thêm nữa. Vì cái Mai Lệ Huyền thấy thời buổi bây giờ mà cái giá vé có 35 đồng với lại 45 đồng mà bao luôn ẩm thực
mà nghệ sĩ ca hát y xèo như vậy thì rất là quý vị không đi chơi là bỏ uổng lắm. Là tại vì một người mà đứng ra tổ chức một cái show này rất là mệt mỏi và bận rộn cả bao nhiêu tháng trời chứ không phải là ít, nhưng mà khi quý vị đến quý vị sẽ cảm thấy vui và ấm cúng như một gia đình. Quý vị mà nghe những cái lời kêu gọi của chị Mai Lệ Huyền chắc là điện thoại của Cao Minh Hưng với chị Lisa cháy máy luôn. Một lần một người đã sinh hoạt với chị Mai Lệ Huyền có nói rất là nhiều năm như vậy thì biết là mình đứng ra rất là không khó của các anh chị em trong ban tổ chức, thì mong quý vị cùng đến. Một năm thì câu lạc bộ Thiện Sĩ đây là chương trình lớn nhất trong năm, cũng là một dịp để các anh chị em nghệ sĩ có dịp gặp gỡ khán giả cũng như là quý vị đến để chung vui. Một lần nữa thì rất là cảm ơn chị Mai Lệ Huyền đến ngày hôm nay, rất bận rộn từ xa đến, công việc rồi trong gia đình cũng có một số trường hợp và cũng biết là lý do sức khỏe. Cũng cảm ơn chị đến ngày hôm nay cũng như là chị Thùy Châu. Thì rất tiếc là thời lượng của chương trình ngày hôm nay không còn nữa, thì mời chị và chị Thùy Châu gửi lời chúng ta chia tay quý vị khán giả. Mai Lệ Huyền rất mong quý vị ngày hôm đó đến thật đông để Mai Lệ Huyền được gặp quý vị và để mình cùng vui đêm đó và để ủng hộ cho một cái chương trình mà đầy ý nghĩa như vậy. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Mai Lệ Huyền mong là tối đó Mai Lệ Huyền gặp hết quý vị nha. Mời chị. Thùy Châu cũng kêu gọi tất cả mọi người cùng giúp cho tình nghệ sĩ, nói chung ủng hộ tình nghệ sĩ để và đến cái show này để nhìn thấy tất cả những cái sinh hoạt của tình nghệ sĩ, cũng có nhiều rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng như chị Mai Lệ Huyền, rồi anh Trọng Nghĩa, anh Ngọc Trọng, rồi và nhiều và quý vị còn được thấy các em nhỏ thiếu nhi trong cái chương trình trong chương trình đào tạo tài năng trẻ, và các em hát rất hay, múa rất giỏi, sẽ cho quý vị được xem những cái chương trình rất là đặc biệt. Rất là cảm ơn một lần nữa chị Mai Lệ Huyền và chị Thùy Châu. Kính thưa quý vị, chúng tôi phải chia tay quý vị khán giả nơi đây, thì chúng tôi cũng một lần nữa qua làn sóng của đài xin quý vị đến để ủng hộ chương trình. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình quý vị có thể liên lạc với Cao Minh Hưng, số điện thoại là 714-403-9315 hoặc là vào trang website câu lạc bộ thiện nghệ sĩ.com. Một lần nữa, chị Mai Lệ Huyền, chị Thùy Châu và Cao Minh Hưng, chúng tôi xin chia tay quý vị. Tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi.